mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin hôm nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, Fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Sáng nay tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, chương trình Tiếp sức nhà nông do báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Greenfit Việt Nam, tỉnh đoàn và hội nông dân tỉnh Hưng Yên phối hợp đã trao vốn vay hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về dự. Từ năm 2010, báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Greenfit Việt Nam, tỉnh đoàn, hội nông dân các tỉnh thành phố phối hợp đã trợ vốn cho 2.420 hộ nông dân tại 21 tỉnh với tổng kinh phí 68 tỷ đồng. Trong đợt này, ban tổ chức đã bình chọn được 30 hộ nông dân tại Hưng Yên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi hộ được vay vốn 29 triệu đồng không lãi suất, hỗ trợ thức ăn chăn nuôi trị giá 3 triệu đồng và tư vấn miễn phí trong vòng 2 năm. Nhân dịp này, ban tổ chức trao thưởng cho 30 em học sinh có thành tích học tập tốt là con của những hộ nông dân nghèo đang tham gia chương trình Tiếp sức nhà nông, mỗi phần thưởng là 500.000 đồng. Sáng nay, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào tổ chức giờ sinh hoạt trực tuyến tại 89 điểm cầu cho gần 5.000 đảng viên toàn đảng bộ với chuyên đề Tự soi tự sửa. Chuyên đề Tự soi tự sửa góp phần nhận diện và đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tự soi tự sửa gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ, công việc hàng ngày của từng tập thể, từng cán bộ, đảng viên, đồng thời nhận diện những mặt tồn tại, hạn chế để cam kết khắc phục. Đảng bộ thị xã xây dựng kế hoạch từ năm 2023, hàng tháng các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa, đánh giá việc khắc phục tồn tại hạn chế, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ đảng viên. Đến thời điểm này, các bộ ngành địa phương đã giải ngân được khoảng 49.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ trong chương trình phục hồi kinh tế xã hội 2022-2023. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân khoảng 9.700 tỷ đồng, trên 19.000 tỷ đồng tiền thực hiện 4 chương trình tín dụng ưu đãi. Các địa phương đã giải ngân gần 970 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho gần 1,4 triệu lao động. Các ngân hàng thương mại đã thực hiện hỗ trợ lãi suất khoảng 1 tỷ đồng đối với khoản dư nợ khoảng 3.800 tỷ đồng. Chính phủ đã ban hành 7 nghị định về cơ chế chính sách hỗ trợ như miễn, giảm thuế, tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ lãi suất, gia hạn thuế. 8 tháng đầu năm, doanh thu của Tổng Công ty May Hưng Yên tăng 5% so với cùng kỳ, đạt trên 400 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ hai thị trường xuất khẩu chính là châu Âu và Mỹ. Hàng rắc kép và dệt kim là hai mặt hàng sản xuất chủ lực của công ty. Thời gian qua, dù thị trường gia công dệt may có biến động bất lợi, nhưng công ty vẫn ký được nhiều đơn hàng lớn, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động. Tổng thu nhập bình quân của người lao động 8 tháng đầu năm đạt 11 triệu đồng một người trên tháng. Hiện công ty đã ký đủ đơn hàng xuất khẩu đến gần cuối tháng 11 năm nay. Trong đợt cao điểm gia quân lập lại trật tự an toàn giao thông, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử phạt gần 5.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thông qua công tác tuần tra, kiểm tra, lực lượng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính trên 1.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 4,4 tỷ đồng, tạm giữ 450 phương tiện, tước 220 giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn, xử lý 140 trường hợp xe quá tải trọng, phạt tiền gần 600 triệu đồng, đã phát hiện xử lý 340 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 2,2 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng, vi phạm về nồng độ, tốc độ. Sau khi hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tháng 2 năm 2021, Bộ Công an đã triển khai gắn số định danh và thông báo 100% số định danh cá nhân cho công dân toàn quốc. Chiến dịch cấp căn cước được triển khai với tinh thần quyết liệt, lực lượng công an chủ động tìm đến dân để phục vụ, được nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao. Tính đến cuối tháng 8 năm 2022, Bộ Công an đã cấp được gần 68 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, đồng thời tích cực triển khai các giải pháp để cố gắng phấn đấu hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ người dân có đủ điều kiện trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, 5 trận động đất xảy ra tại tỉnh Kon Tum trong ngày hôm qua mùng 10 tháng 9 trong khoảng từ 5 giờ 55 phút đến 11 giờ 35 phút với độ lớn từ 2,5 đến 3,5 độ Richter, độ sâu chấn tiêu từ 8,1 km đến 10 km. Trước việc liên tục ghi nhận động đất, Thủy điện Thượng Kon Tum đã hoàn thành lắp đặt mới thêm 3 trạm quan trắc cảnh báo động đất. Theo đó, tổng số trạm quan trắc thuộc khu vực hoạt động của thủy điện này tăng lên 6 trạm. Tổng kinh phí để lắp đặt vận hành hệ thống khoảng 4,9 tỷ đồng. Trong 3 trạm quan trắc mới lắp đặt ở đập Thủy điện Thượng Kon Tum, có 2 trạm đặt ở xã Măng Bút, huyện Con Plong và xã Ngọc Lây, huyện Tơ Mu Rông. 3 trạm quan trắc được lắp trước đó nằm ở nhà máy Thượng Kon Tum, trung tâm huyện Tơ Mu Rông và trung tâm huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an vừa kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường Trà Vinh tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, phát hiện một bãi chôn lấp chất thải nguy hại quy mô lớn. Bãi chôn lấp tại Trà Vinh có diện tích là 3,4 ha. Lực lượng chức năng phát hiện lượng rác thải không được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để và được chôn lấp với khối lượng khoảng hơn 10.000 tấn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường Trà Vinh cũng chính là doanh nghiệp chôn lấp chất thải trái phép quy mô lớn bị phát hiện tại tỉnh Bình Dương trước đó. Cụ thể, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện vụ chôn lấp chất thải trái phép quy mô lớn tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Xác định là bãi thải của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường Trà Vinh. Bãi chôn lấp rộng hàng chục nghìn mét vuông, chứa đủ thứ rác thải từ rác sinh hoạt đến rác nguy hại. Trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã kiểm tra 128 cơ sở kinh doanh karaoke, massage, nhà hàng và phát hiện hơn 70 cơ sở thiếu an toàn phòng cháy chữa cháy, ra quyết định xử phạt hành chính gần 1 tỷ đồng, tạm đình chỉ hoạt động 8 cơ sở. Trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một có 14 cơ sở kinh doanh karaoke và nhà hàng bị xử phạt hành chính. Thành phố Thuận An có 5 cơ sở, thành phố Di An có 7 cơ sở, thị xã Tân Uyên có 20 cơ sở, thị xã Bến Cát có 13 quán karaoke. Lực lượng công an tỉnh Bình Dương còn kiểm tra đột xuất tại một số chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn. Các tổ kiểm tra tập trung hướng dẫn làm việc với ban quản lý các chung cư, tòa nhà cao tầng về vai trò của công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các chung cư, nhà cao tầng, chợ, đồng thời kiểm tra hệ thống giao thông, phương tiện chữa cháy và lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Từ đó giúp các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trang bị thêm kỹ năng, kiến thức, kịp thời ứng phó xử lý những tình huống cháy nổ xảy ra. Một công ty công nghệ ở Trung Quốc mới đây đã ghi dấu ấn lịch sử khi bổ nhiệm một người ảo do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ làm giám đốc điều hành. Theo đó, công ty NetRaisin Webshop có giám đốc điều hành mới là Robots sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, có nhiệm vụ giám sát hoạt động của công ty công nghệ trị giá gần 10 tỷ đô la Mỹ này. Quyết định trên cho thấy hội đồng quản trị của NetRaisin Webshop tin tưởng AI là một nền tảng tương lai trong quản lý doanh nghiệp. Tiếp tục với các thông tin khác, vào ngày 20 tháng 10 tới đây, một bộ xương hóa thạch khủng long có tuổi đời 150 triệu năm tuổi sẽ được bán đấu giá tại thủ đô Paris của Pháp. Theo các chuyên gia, mức bán giá sẽ dao động từ 400 đến 500.000 euro. Bộ xương của con khủng long cao 1,3 mét, dài 3 mét, ước tính con khủng long nhỏ từng sống cách đây khoảng 150 triệu năm. Sau khi được phát hiện vào năm 2019 ở bang Colorado của Mỹ, các nhà khoa học đã khôi phục được 70% bộ xương. Hồi năm 2021, một bộ xương hóa thạch khủng long 3 sừng đã được bán đấu giá thành công ở mức 6,65 triệu đô la Mỹ. Tháng 9, đất nước Hà Lan bắt đầu bước vào mùa thu và cũng là lúc nhiều loài hoa khoe sắc. Thế nên đây là thời điểm nhiều lễ hội hoa được tổ chức tại xứ sở cối xay gió. Đến với Hà Lan vào những ngày này, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những mô hình bằng hoa tươi khổng lồ. Sẽ có 7 lễ hội hoa được tổ chức tại Hà Lan trong tháng 9 này. Ngoài những khu vườn và công viên hoa mở cửa đón du khách, trong dịp lễ hội còn có nhiều hoạt động rộn ràng như diễu hành xe hoa hoặc thuyền hoa được làm bằng hoa tươi tạo thành những mô hình ngộ nghĩnh lạ mắt. Khách tham quan cũng có thể bình chọn cho mô hình họ yêu thích nhất. Các lễ hội hoa được xem là đặc sản của quốc gia xuất khẩu hoa tươi hàng đầu thế giới, không những quảng bá mà còn thu hút du khách đến với đất nước này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.